À, quý tớ con Chúa, một lần nữa chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay. À, xin Chúa ban phước cho chúng ta trong thời giờ quý báo này. Chúa dùng lời của Chúa để mang lại chúng ta một sự nâng đỡ khích lệ và nhất là hình thành những cái sứ điệp của Chúa trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong cái hành trình này à, qua Samuel thứ nhất đoạn 25 chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu lạy Chúa chúng con ngợi khen cảm ơn Cha rất là nhiều chúng con có cơ hội nữa để mở lời Chúa ra đọc suy gẫm à, xin Chúa Thánh Linh tự do dừng chúng con lại ở chỗ nào Chúa muốn chúng con dừng lại và Chúa dạy dỗ chúng con những bài học nào nguyện Chúa ngài tự do làm việc đó trong chúng con nguyện lời Chúa được ghi khắc vào lòng của chúng con và nó khiến chúng con trở nên một với lời của ngài và xin Chúa cho tư tưởng sự hiểu biết của chúng con và tấm lòng của chúng con kháng khích được với Chúa và với lẽ thật này cảm ơn Cha rất nhiều còn dân phó thì giờ quý báo này ở trong sự sức giàu của cha và cầu nguyện trong danh Jesus Christ, Amen. Rồi chúng ta đọc ở trong Samuel thứ nhất đoạn 25 như sau. Câu thứ nhất: Samuel qua đời và toàn dân Israel hợp lại than khóc ông. Họ an táng ông tại quê nhà ở Rama sau đó David di chuyển xuống hoang mạc Pha-ra, chỗ này không thấy nói gì về tang lễ của ông ha, à, cả dân toàn dân Israel họp lại than khóc ông, nhưng mà tội nghiệp cho Samuel à, qua đời ở trong một thời điểm mà giữa David với loại Sauler à, có một cái hiểm khích chưa giải quyết được nên um, không biết rằng cái cái an táng của Sauler, uh, an táng của Samuel, không biết rằng là có David dự hay không, hay là có Saul dự hay không, hay là một trong hai người dự, hoặc là hai người đều dự. cho nên mình uh, đọc chỗ này thì mình thấy nó có một cái uh, cái hình ảnh khá tiêu cực. À, trong cái đám tang của Samuel ước ao kinh thánh cho mình biết thêm tí xíu nữa về về sự hiện diện của Saul hoặc là của David hay là cái lễ tang như thế nào thì um, thì sẽ hiểu rõ hơn nhưng mà chỗ này chỉ đơn giản là Samuel qua đời và toàn dân Israel hợp lại than khóc ông họ an táng ông tại quê nhà là rama sau đó david di chuyển xuống pha đan hoang mạc pha thì không biết rằng tại đây tôi nghĩ chắc có sự hiện diện của david bởi vì cả david và sauler đều liên quan đến đời sống của samuel cả cả hai cuộc đời này đều có sự can dự phần của Samuel vào trong đời sống cũng như chức vụ của họ cho nên cầu nguyện học cái chỗ này bài học những cái hiềm khích à, đôi khi nó dẫn đến những cái cái hoàn cảnh rất là bi đát à, phải nói rằng là, à, khó có thể hiểu được và cầu nguyện xin Chúa cho mình à, được ơn của Chúa học những cái bài học như thế nào để những trường hợp như thế này nó không à, xảy ra một cách đáng tiếc như vậy. Đó là câu thứ nhất của Samuel số 2, 25. Bây giờ mình đọc câu số 2 như sau. Có một người ở Ma Ôn, à, một người ở Ma Ôn còn sản nghiệp thì ở Cạc Men, người ấy rất giàu có, ông nuôi ba nghìn con chiên một nghìn con dê ông đang hớt lông chiên ở cạp men ông ấy tên là naban thuộc dòng dõi caleb à mình nhớ dòng dõi caleb là hai người được vào đất hứa đó là dòng dõi của caleb và dòng dõi của josue À, hai cái gia đình đó, hai dòng dõi đó được vào, à, còn sống để được vào à, ở trong đặc hứa đó Thì nó Banh là dòng dõi Caleb Vợ của ông là Abigail Người vợ thì khôn ngoan, xinh đẹp Còn chồng thì cứng cỏi và hung ác Chà, mình thấy cái hình ảnh này cũng hơi căng rồi ha à, vợ thì khôn ngoan xinh đẹp còn chồng thì cứng cỏi và hung ác chẳng lẽ người vợ lúc bây giờ lấy chồng vì tiền hay sao à, một ông cứng cỏi và hung ác một người vợ thì khôn ngoan và xinh đẹp sao nó xứng được không biết nguyên nhân họ đến với nhau như thế nào nhưng mà tại chỗ này thì thấy rõ ràng nó có một cái gì đó um, không uh, không thuận ở chỗ này câu số 4 trong hoang mạc david nghe tin na đang hớt lông chiên nên sai mười thanh niên đi và dặn hãy đi lên cạn men đến gặp na nhân danh ta chào thăm ông ấy và nói rằng nguyện ông được bình an nguyện gia đình ông và tất cả những gì thuộc về ông đều được bình an bây giờ tôi được biết có thợ đang hớt lông chiên cho ông ngày trước khi những người chăn chiên của ông ở gần chúng tôi, chúng tôi không hề quấy nhiễu họ. Trọn thời gian ở tại các men, họ không mất mát gì cả. Cứ xin cứ hỏi các đầy tớ ông, họ sẽ nói cho ông biết. Vì chúng tôi đến trong ngày lễ hội, mong rằng các thanh niên của tôi được ơn trước mặt ông xin cho các đầy tớ ông và con ông là David bất cứ món gì mà ông sẵn sàng ông sẵn có trong tay. Các thanh niên của David đi đến gặp Na-banh và nhân danh David lặp lại tất cả những lời ấy rồi yên lặng chờ đợi. Nhưng Na-banh trả lời với các đầy tớ: "David David là ai? Con của Jesse là ai?" ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế <laughs> đang nói mỉa david nè ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế lẽ nào ta sẽ lấy bánh nước và thịt dành cho các thợ hớt long chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến sao các thanh niên của david quay về đến nơi họ thuật lại tất cả những lời ấy cho david nghe David nói với các thuộc hạ, mỗi người hãy đeo gươm của mình vào. Họ đều đeo gươm, David cũng đeo gươm của ông. Khoảng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ đạc. Wow, đọc chỗ này thấy um, Nabanh đúng là con người hung ác, Na Banh đúng là con người kiêu ngạo. Và những cái những sự kiêu ngạo luôn luôn dẫn đến cái hậu quả à, ông à, david đã từng làm ơn cho na banh à, khi gìn giữ các bài chiên của ông à, khi chăn ở tại đồng cỏ gần cạc men vậy mà bây giờ chỉ đến xin một ít thức ăn lương thực na banh lại à, có những cái lời lẽ à, không đáp được ơn à ngày nay sao có lắm đầy tớ à ngày nay sao có lắm đầy tớ à trốn chủ ừ cho nên một sự mỉa mai à, thay vì đền ơn thì nam banh lại sỉ nhục sỉ nhục david rồi rồi điều gì xảy ra thêm một lần nữa bắt đầu david đem gươm đến để tìm nam banh đây cho nên cái sự kiêu ngạo nó luôn luôn dẫn đến sự hủy diệt. Lời Chúa cũng phán dạy chúng ta điều đó rất là rõ ràng. Sự kiêu ngạo của Na Banh đã khiến ông mù oán trước cái sự giúp đỡ và cái nhu cầu của người khác. Sự kiêu ngạo luôn làm cho mình mù oán, mình không thấy được nhu cầu của người khác và mình không muốn giúp đỡ ai hết. Vì vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta bởi vì lòng kiêu ngạo mà nếu chúng ta sống bằng với lòng kiêu ngạo thì chúng ta sẽ gặp nhiều sự xung đột và nó luôn luôn dẫn đến những hậu quả không hay ở trong cuộc đời của mình vì vậy cầu nguyện nhờ ơn Chúa để chúng ta ngược lại sống ngược lại với sự kiêu ngạo để mình không đối diện với những cái hậu quả không lành cho đời sống của mình và ở tại đây à, mình cũng học những cái bài học như biết ơn và nhận à, nhận ra sự giúp đỡ à, ở trong cuộc đời của mình. Na ban không nhận ra cái sự bảo vệ của David dành cho mình nên ông đã ông đã không biết ơn. À, chúng ta nên biết ơn à, những người đã giúp đỡ mình. Na ban được giúp đỡ mà Na ban không biết ơn cái cái việc mình được giúp đỡ. Cho nên à, đừng bao giờ coi đó là một cái điều gì hiển nhiên ở trong đời sống của mình à, khi ai đó giúp đỡ mình mình coi nó như một chuyện đương nhiên không phải đâu nhưng nếu có nhận lãnh một sự giúp đỡ nào đó từ ai thì chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho mình cũng làm việc đó cho những người khác à, cái hãng xe Subaru nó đó, đó gọi là pass on quảng cáo của nó pass on love pass on cho nên mình mình cần phải pass on chia sẻ à, ai nâng đỡ mình thì mình nâng đỡ người khác đó là cái cái điều mình cần mình cần thấy ở trong đời sống của mình và thưa quý vị cái lời nói và hành động ở đây mình thấy à, Nabhan có những cái lời nói và cái hành động à, không hay bởi vì nó 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 không những bày tỏ cái gian ác của mình Nó bày tỏ cái kiêu ngạo của mình Nhưng nó còn mang lại một cái hậu quả à, Gây một sự tổn thương Không những tổn thương cho người khác Mà tổn thương cho chính mình ở Tại đây nè Cái cách Na Banh nói sỉ nhục David như vậy Đã gây tổn thương sâu sắc Không những cho David Mà còn cho cả chính ông Về sau mình đọc tới những phần sau Mình sẽ thấy Cho nên những cái lời nói của mình À đôi khi mình tưởng mình nói như vậy là nó sẽ yên nhưng không đâu thưa quý vị à, mình có thể yên ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc trong tương lai nó yên những ngày tới nó yên chưa chắc mình có thể sỉ nhục một người nào đó mình có thể đạp một người nào đó xuống hay là mình có thể có những cái lời nói không hay về một người nào đó à họ yên lặng không có nghĩa rằng là mình sẽ yên đâu cho nên cầu xin chúa giúp ơn cho để trong lời nói của mình nhìn vào bài học của na banh mình tránh được những cái lời nói à, kiêu ngạo những lời nói à, sĩ vã những lời nói nặng à, khi à, ai đó à, đến nhờ vã cái này họ chỉ nhờ vả thôi mà đâu có làm cái gì ông đâu mà ông lại nói những cái lời nặng nề như vậy thì uh, tất cả những điều đó đều có cái hậu quả của nó Mình đọc câu 14 như sau Một trong các đầy tớ báo tin cho uh, Ở trong này mình đọc tới uh, uh, câu 13 đó Thì uh, David nói rằng là hãy đeo gươm vào Và họ đeo gươm vào và David cũng đeo gươm vào Và khoảng 400 người đi theo David Và đi đến tìm Na Banh à, 400 người đi theo và một một trong số các đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Naban David đã sai những sứ giả từ hoang mạc đến chào chủ chúng tôi nhưng ông ấy mắng nhiếc họ ừ, họ thật, thật suốt thời gian chúng tôi ở gần những người ấy trong cánh đồng Họ thật tử tế với chúng tôi Có nghĩa là những người của David Rất là tử tế với những người của Nabang chúng tôi không bị quấy nhiễu và không mất mát một vật gì trong lúc chúng tôi ở gần các người đó chăn giữ bài chiên thì ngày và đêm họ như một bức tường bao bọc chúng tôi à david làm ơn người của david làm ơn cho à, người của na banh vậy bây giờ xin bà xem phải làm gì vì người ta định giáng họa trên chủ chúng tôi và cả gia đình người ông chủ giữ hung dữ quá nên không chịu nghe ai cả à, ông chủ hung dữ quá không chịu nghe ai cả và người ta bắt đầu báo cho bà à, abigail Abi này biết là david đang kéo người để để, à, để ta toàn dáng à, định dáng tai họa trên gia đình của nabank rồi câu 18, Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, hai bầu rượu nho, năm con chiên đực đã làm thịt, khoảng 17 kg hột rang, 100 bánh à, nho khô và 200 bánh trái vả khô. Chắc lên lưng các con lừa, rồi bà nói với các đầy tớ hãy đi trước, ta sẽ đi theo sau các người. Nhưng bà không nói gì với với Na chồng mình khi bà cởi lừa đi xuống theo một con đường khuất sâu ngọn núi thì kìa david và các thuộc hạ cũng đang đi xuống về phía bà và bà gặp họ david nói thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc đến đổi không mất mát gì cả thế mà hắn lại lấy oán trả ơn nguyện đức chúa trời phạt kẻ thù nghịch của david cách nặng nề từ đây đến sáng mai ta sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về na ban còn sống sót vừa thấy david abi Gael vội vàng xuống lửa sắp mình xuống đất và lạy trước mặt david bà phủ phục dưới chân người và mà nói lạy chúa lỗi tại tôi tại tôi xin cho phép tớ gái của chúa được trình bày xin nghe tớ gái của chúa nói xin chúa cho xin chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác kia là na banh vì tên của hắn hợp với tính của hắn à na banh là, là hợp với tính na banh có lẽ là tên hung dữ hay sao à, tên của hắn là na banh và trong hắn có sự điên dại còn tôi là tớ gái chúa không gặp những người chúa đã sai đến Bây giờ, Chúa, Chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngân à, Chúa khỏi tội làm đổ máu và lấy chính tay mình báo thù. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và như Chúa vẫn sống đây. Chúa đây là nói đến David. Nguyện các kẻ thù và kẻ tìm hại Chúa tôi đều sẽ như Na-banh và bây giờ là món quà mà tớ gái Chúa đem đến xin đem đến cho Chúa tôi để phân phát cho những người theo Chúa tôi. Xin thứ lỗi cho tớ gái Chúa. Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập Chúa lập cho Chúa tôi một nhà vững bền vì Chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va và trọn đời của Chúa tôi sẽ không tìm thấy một điều ác nào nếu ai có nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống Chúa thì Jehovah Đức Chúa Trời của Chúa sẽ bảo vệ mạng sống của Chúa còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa thì Đức Jehovah sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná khi Đức giê đã làm cho Chúa tôi tất cả những điều tốt lành mà Ngài đã hứa và khi Ngài đã lập Chúa làm lãnh tụ của Israel thì ước gì Chúa tôi sẽ không hối tiếc và không bị lương tâm cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu và báo thù cho mình và tự báo thù cho mình lại khi Đức giê đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến tớ gái của Chúa. David nói với Abigail, đáng ngợi ca Đức giê Đức Chúa Trời của Israel vì hôm nay Ngài đã sai bà đến đón tôi đáng ngợi khen sự sáng suốt của bà và đáng chúc phước cho bà vì hôm nay đã cản tôi khỏi tội làm đổ máu và ngăn tôi dùng chính tay mình mà báo thù nhưng thật như đức jehovah đức chúa trời của israel là đấng hằng sống đấng đã ngăn cản tôi làm điều ác nếu bà không vội vàng để đón tôi thì tôi hẳn sẽ để thì tôi hẳn sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Nam Banh sống sót đến ngày mai. Rồi David nhận từ tay bà những gì bà đem đến cho ông và nói hãy trở về nhà bình yên. Hãy xem tôi đã nghe bà và chấp nhận mọi điều bà cầu. Bà khỉnh cầu ồ đọc chỗ này thấy vợ của na banh khôn ngoan thiệt đúng không đúng như lời của chúa đã được mô tả một hành động rất là nhanh chóng và khôn ngoan để can thiệp vào cái việc khó khăn này và đã tránh khỏi một cái cơn xung đột đổ máu mà david không cãi tự báo thù à, cho cái việc à, bị mình bị sỉ nhục và bà đã dùng lời lẽ à, rất là nhẹ nhàng và với một cái lòng khiêm nhường để thuyết phục đã viết không phải trả thù cho nên mình thấy một cái hình hình ảnh kiêu ngạo của na Banh trước đó và một hình ảnh khôn ngoan và khiêm nhường ở trong cái cái hình ảnh tại đại mình thấy những gì của kiêu ngạo và và thiếu khôn ngoan điên dại của Na Banh đã dẫn đến sự xung đột và những gì nhẹ nhàng khiêm nhường của Abi đã dẫn đến sự giải quyết những cái xung đột đó. Em cảm ơn Chúa. Những bài học của sự khiêm nhường luôn mang lại sự bình an. À, sự khiêm nhường luôn mang lại sự bình an trong tất cả mọi mối liên hệ. Vì vậy mình cầu nguyện xin Chúa cho mình học cái bài học này. Abigail thể hiện cái lòng khiêm nhường của mình và sẵn sàng cúi đầu xin lỗi thay cho chồng mình để tránh sự đổ máu. Ngày hôm nay kiếm được một người vợ như Abigail không phải dễ phải không? Hoặc là kiếm được một người chồng thật sự khiêm nhường không phải dễ. Nhưng mà mình thấy được học được cái bài học của Abigail, một tấm lòng khiêm nhường và khiêm nhu đã giải quyết được vấn đề xung đột vì vậy sự khiêm nhường luôn luôn mang lại sự giải hòa trong tất cả mọi tình huống căng thẳng cuộc sống chúng ta có nhiều tình huống căng thẳng lắm nhưng sự khiêm nhu luôn dẫn đến sự giải hòa cho nên cảm ơn chúa bài học đầu tiên ở trong cái chỗ này cho mình thấy sự khiêm nhường mang lại sự an bình và lời thí, bài học thứ nhì cho chúng ta thấy ở đây là gì? Lời nói khôn ngoan phải không? Nó nói khôn ngoan thiệt, lời nói khôn ngoan cứu vãn được tình hình nguy cập. David kéo người đến và tuyên bố rằng là từ đây cho tới sáng mai không còn một người nam nào sống sót. Nhưng mà cái lời nói khôn ngoan của Abigail đã cứu vãn được cái tình huống quá nguy cấp này cho nên lời khuyên hay là lời nói khôn ngoan nó có một cái sức mạnh phi thường nó có một cái sức mạnh mà mà xây dựng lại những gì đang đổ nát và chuẩn bị đổ nát và nó làm vững lại những gì đang chuẩn bị đổ nát dễ yes, sợ vậy đó And cầu nguyện xin chúa giúp ơn cho để chúng ta học những cái bài học quan trọng này trong cuộc sống bởi vì lời nói nó luôn luôn là một cái gì đó rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày phải không? Ngày mình nói không biết bao nhiêu lời... Và những lời nói của chúng ta... Có phải là những lời nói của sự khôn ngoan không? Hay là những lời nói của... Của kiêu ngạo... Những ngạo mạn Những lời nói ích kỷ... Những lời nói... À, thiếu sự hiểu biết điên dại... Như Na Banh đã nói... Mình có những lời nói như Na Banh đã nói... Hay là mình có những lời nói như Abigail đã nói... Na Banh nói tạo nên xung đột mà Abigail nói tạo nên sự giải hòa. Cho nên cảm ơn Chúa những lời nói khôn ngoan này. Và đặc biệt những hành động nhanh chóng, bài học kế tiếp cho chúng ta đó là những hành động nhanh chóng và sáng suốt đã cứu vãn được cái tình hình nguy cập này. Abigail không đợi. Abigail vừa nghe là bà sai làm liền. À, bà sai hành động ngay lập tức. Và đôi khi có những cái hành động ngay lập tức đó Nó cứu vãn được cái tình hình Mà mà đáng lẽ nó sẽ rất tệ Cho nên để ý nhạy bén trong lúc nào mình hành động ngay lập tức Và lúc nào mình chờ đợi Chứ không phải chuyện gì cũng chờ đợi Mình chờ đợi riết rồi cuối cùng chết với vì cái sự trì trệ Cho nên cái việc mà hành động nhanh chóng và sáng suốt của Abigail này đã làm cho đã làm cho uh, cái việc à uh, uh, đã làm cho cái cái tình hình nó được uh, nó được giải nhớ việc giải quyết. Uh, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta cần phải hành động ngay lập tức. Hành động ngay tức thì những việc nào đó để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra đừng chần chờ có những việc chúng ta phải hành động ngay Chứ không thôi chúng ta sẽ phải đối diện với những cái hậu quả rất tệ nếu chúng ta chần chờ nếu abigail chần chờ chỗ này là chết hư gia đình liền hư cả à, david lại lại phạm vô một cái lỗi là david tự mình để trả thù mà david này xưa giờ mình thấy trong cái việc của sam à, sauler đó ông không ông nhường cái quyền trả thù đó cho chưa nhưng mà tại đây ông bị sỉ nhục và à, không không kềm chế được đã dẫn đến cái việc mà ông chuẩn bị ông thực hiện những cái việc trả đũa này à, cho nên mình cầu nguyện đôi khi trong cuộc sống của mình có những cái mình không kềm chế được đó nhưng Chúa nếu lòng tin kính của mình có đó Chúa cũng có cách để làm gì để ngăn chặn mình mình cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng Abigail ở đây ngăn chặn David, ngăn chặn David để David không tự báo thù cho mình. Và bà nói rất là khôn ngoan phải không? Để về sau này Chúa của tôi không bị ấy náy, Quý vị thấy không? Trong cái câu đó không bị áy náy, không bị à, cắn rứt, bởi vì tự mình đã tự giải quyết cái vấn đề cho nên cầu nguyện xin Chúa ngài cứu chúng ta để để mình không có những cái hành động để về sau này mình nuối tiếc. Và một trong những cái hành động mà nuối tiếc đó là không kềm chế được chính đời sống của mình. Không kềm chế được trước những lời sỉ nhục, trước những công việc, những cái điều sỉ nhục người khác hay là những cái vô cớ nào đó hay là những cái người ta lấy oan mà báo báo ơn cho mình. Mình không kềm chế được điều đó dễ giận dễ tức dễ bực và thái độ của mình là dễ bày tỏ ra những cái thái độ tiêu cực và đôi khi mình take the matter on your own hand cho nên mình mình đôi khi mình mình tự mình đứng vào cái chỗ nào đó để mình giải quyết vấn đề thay vì mình đầu phục chúa mình dâng cái vấn đề cho chúa anh cầu xin chúa nâng đỡ chúng ta tại đây mà Abigail này một người rất là khôn ngoan và nhìn thấy rất là xa rộng vấn đề ở chỗ này và bà nói đúng vô cái chỗ bà đánh đúng vô cái tâm lý để David cũng được bừng tỉnh ra khi David nói gì đáng ngợi khen ha David ông nói rất là hay là đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vì hôm nay ngài đã sai bà đến à, sai bà đến đón tôi đáng ngợi khen sự sáng suốt của bà đúng không đáng chúc phước cho bà vì hôm nay bà cản tôi khỏi phạm tội đổ máu và ngân và ngân tôi dùng chính tay mình mà bảo thủ à cảm ơn chúa à nhưng thật à như jehovah đức chúa trời của israel là đặng hằng sống ngài ngân cản tôi đúng là chúa không ngân cản bằng cách sử dụng bà abigail này cho nên mình cảm ơn Chúa về điều đó. Cầu nguyện xin Chúa cho mình học những cái bài học à, quý giá này ở trong những cái phần kinh thánh như thế này. Có những cái hành động chúng ta cần phải hành động. Nó đôi khi nó dự phần vào cái việc không những giải quyết cho mình mà còn giúp đỡ người khác và để người khác không phạm tội. Bên cạnh đó để nâng đỡ cả hai điều nằm ở trong chương trình và ý định của Chúa cả. Cho nên cảm ơn Chúa về điều đó. Mình đọc tiếp câu 36 như sau. Abigail trở về cùng Nam Banh. Kìa, ông ấy đang mở tiệc trong nhà mình. Thật như yến tiệc của vua vậy. Giàu mà. Nam vui vẻ trong lòng và say khước nên Abigail không nói cho ông biết điều gì. Giàu lớn hay nhỏ. Cho đến khi trời sáng, sáng hôm sau, khi Nabanh đã tỉnh rượu, à, vợ ông thuật lại mọi việc thì ông chết điếng, <laughs> thì ông chết điếng, à, rồi đờ người ra như đá. À, khoảng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và ông ông chết. Khi David nghe hay, hay tin Na-ban đã chết, ông nói đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ông vì ngài đã binh vực tôi về việc Na-ban đã sỉ nhục tôi và đã gìn giữ đầy tớ ngài khỏi làm điều ác tức là giết những người nam của na banh đức jehovah đã khiến sự gian ác của na banh đổ lại trên đầu hắn sau đó david sai người đến hỏi abigail làm vợ các đầy tớ của David đến Abi đến với Abigail tại Cạc Men và nói: David sai chúng tôi đến với bà để xin cưới bà làm vợ ông ấy. Bà đứng dậy sắp mặt xuống đất và nói đầy tớ gái của chúa sẽ làm nữ tỳ để rửa chân cho các đầy tớ của của chúa tôi. Rồi Abigail vội vã đứng dậy cởi lừa cùng với năm tớ gái đi theo với các sứ giả của David để về làm vợ ông. David cũng đã cưới Ahinoam, người Gidrein. Cả hai đều làm vợ ông. Sauler đã gả mi canh con gái mình và là vợ của david cho phan phan ti con của la ít người galim à đọc cái phần sau này có vẻ hơi lẫn củng ha à, david lại sau khi um, Nabanh bị chúa xử rồi thì uh, david lại đi đến Abigail để cưới Abigail làm vợ À, trước đó là David cũng đã cưới Ahinoam Ahi -no làm vợ. Bởi vì sao? Bởi vì Saul đã à, không cho Mikan à, con của ông tiếp tục làm vợ của David, cắt đứt cái mối quan hệ gia đình và lấy vợ của David gả cho người khác, gả cho PhanTi con của ích người Galaad cái cái vấn đề chỗ này nó tí nữa mình 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 nói thêm bây giờ mình học một vài cái bài học ở trong ở tại đây đức chúa trời sẽ phán xét một sự gian ác na banh đã bị đức chúa trời trừng phạt vì sự kiêu ngạo và hành vi xấu của ông đức chúa trời là đấng công bình ngài sẽ xử à, mọi lý lẽ cho chúng ta mọi lẽ công bình cho chúng ta đúng theo thời điểm của chúa cho nên chúng ta là người tin Chúa Cầu xin Chúa cho chúng ta tin cậy vào Cái sự công chính và sự phán xét của Chúa Đừng lấy những cái sự đón phạt đó Hay sự xác đón đó Về cho chính mình Nhưng giao cái vấn đề cho Chúa Và cứ tin cậy sống nhờ cậy Chúa Và đầu phục Ngài Bởi vì Cái việc xử lẽ công bình Đó là Chúa làm việc đó cho mình chứ không phải mình. Mình không đủ tư cách làm việc đó. Bởi vì mình không có cái gì công bình để mình xử lẽ công bình cho ai cả hay là cho mình. Hay là mình đòi sự công bình cho mình. Mình không có. Sự công bình chúng ta có là có ở trong Chúa cho nên chính Chúa sẽ làm việc đó xử hoặc là đòi lại lẽ công bình cho mình. Chuyện của Chúa. Hãy học bài học để giao cái vấn đề đó. Tin cậy vấn đề đó. Và giao trọn nó cho Chúa. Cái gì mà chúng ta thấy ở đây là mình David ông không tự báo thù mà Chúa cũng ngăn trở điều đó thì có nghĩa rằng là cái việc mà tự báo thù đó nó không phải thuộc về mình nữa và nó phải thuộc về Chúa David đã không tự báo thù mà để sự phán xét đó cho Đức Chúa Trời và chúng ta cũng vậy thôi Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta hành động như David đã hành động để dâng cái vấn đề báo thù này hay là những cái gì đó ai tạo nên một cái tiêu cực gì đó cho mình hãy dâng cái vấn đề đó cho Chúa để chính Chúa phán xét cho chúng ta. Và điểm cuối cùng ở đây mình suy nghĩ đến đó là cái lòng tin và sự công bình của Đức Chúa Trời đúng không? Sau khi đối diện với khi đối diện với sự bất công nào đó ở trong cuộc sống của mình Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời có cái cách để xử lý những cái việc bất công đó ở trong đời sống của mình. Cho nên Chúa hành động luôn luôn là công bình cho đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta hành động là nó có cái cái không công bình đó. Mặc dầu David bị David làm ơn cho na nhưng na lấy oán mà trả ơn cho ông. na xứng đáng bị David trừng phạt nhưng đức chúa trời không cho phép điều đó bởi vì đức chúa trời không muốn david nhúng tay vào sự gian ác vì vậy mình cầu nguyện xin chúa cho mình không nhúng tay vào những cái gian ác nào đó trong đời sống của mình bằng cách nào đó để để trả đũa lại những cái điều oan ức nào đó mà mình phải đối diện đừng làm việc đó hãy dâng cái vấn đề đó cho chúa đi chúa xử đẹp hơn là chúng ta xử nên nhớ điều đó chúa làm tốt hơn là chúng ta làm nên để ý điều đó nếu chúng ta không tin vào việc chúa làm tốt hơn thì thường khi chúng ta thường tự tự mình làm và điều đó luôn luôn có những cái kết quả không hay cái hậu quả không hay vì vậy chúng ta cầu nguyện xin chúa cho chúng ta có cái lòng tin cậy vào sự công bình của chúa khi mình thật sự mình tin cậy vào sự công bình của chúa thì mình mới để cái sự bất công này cho Chúa xử lý. Còn không thôi mình tự mình xử lý, mình tự mình xử lý thì theo cái bản chất của mình nó luôn luôn tệ. Dầu cho nó mình cho nó là một sự công bình đi nữa thì nó luôn luôn tệ. Nó không đúng đâu, nó không kết quả đúng. Nên cảm ơn Chúa cho chúng ta học những cái bài học đó và cái điểm cuối cùng nó làm cho mình cũng hơi 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 quan tâm đó là david cưới à, Abigail... rồi à, ông cũng đã cưới ahinoam nữa và mikan thì đã bị à, sauler lấy lại để gả cho người khác chỗ này nó hơi ích kỷ nó hơi cái gì đó mình phải để ý lại xem lại chút xíu ở tại đây để trở lại cái thời mà lúc bây giờ đó đa thê là chuyện bình thường rồi ngày hôm nay mình đọc câu này mình thấy nó hơi kỳ kỳ nhưng đa thê là chuyện bình thường thời cựu ước mình đa thê là như vậy đó nhưng mà ở đây nó không phải là là vô đạo đức hay gì cả nhưng mà đối với những người à, à, lãnh tụ lãnh đạo đó thì họ hôn nhân là cái thiết lập mối quan hệ chính trị là lịch sử của cựu ước là vậy cho nên về sau đến nỗi cái thời của cận đại đấy cũng vậy hôn nhân là là thiết hệ cái mối thiết thiết lập cái mối quan hệ chính trị với nhau để đứng vững ở trong một cái thế lực để hầu cho à, mình mình có một cái chỗ đứng không bị tấn công hay là không bị những cái cái thế lực khác nó nó mang lại cái cái sự tấn công cho mình cho nên hôn nhân thường là một liên minh chính trị lúc bấy giờ à vì vậy cái việc kết hôn với những phụ nữ à, mà thuộc dòng dõi nổi tiếng đó có tiếng đó và có ảnh hưởng đó thường là củng cố địa vị là nhiều à, trong cái cộng đồng hay là trong một quốc gia củng cố địa vị là nhiều và đặc biệt là hôn nhân lúc bấy giờ đó là để bảo vệ những cái trường hợp để bảo vệ phụ nữ những người phụ nữ mà rơi vào tình trạng khó khăn đặc biệt như là Abigail này sau cái chết của na thì Abigail cần phải được bảo vệ. Và David đã làm việc đó. Sau khi na chết thì Abigail là một phụ nữ được được uh, David bảo vệ bởi vì sao? Bởi bà, bà là một người khôn ngoan một người khôn ngoan và xinh đẹp nữa. Cho nên à, bà xứng đáng để được bảo vệ. Cho nên mình thấy router cũng ở trong tình trạng đó đúng không? Nhiều người cũng sẽ được bảo vệ ở trong những cái tình trạng để giữ cái dòng giỏi của mình. Ở tại đây mình thấy David... À, cũng ngưỡng mộ cái 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 việc khôn ngoan cái sự khôn ngoan và xử lý tình huống của bà cho nên ông đã xem đây là một mối quan hệ đáng được tôn trọng và ông đã ông đã cưới bà còn à, ahinoam thì mình không thấy rõ mình không có thấy nhiều ở trong trong này cho nên mình cũng không biết cái vấn đề lập gia đình này nó như thế nào nhưng mà trở lại cái vấn đề của sauler lấy à mi canh trở lại để gả cho người khác là bởi vì cái mối quan hệ giữa david với sao lơ nó căng thẳng từ đó nó đẩy lên nó đẩy đến cái việc là có lần quý vị nhớ đó là bà minh canh này mi canh này cũng cũng giúp đỡ david trốn khỏi trốn khỏi sao lơ bởi vì bà biết ông cha của mình mà cho nên bà đã giúp David trốn khỏi nhưng mà điều đó không có không có nghĩa rằng là bà cũng đi theo David. À rồi Lơ đã bắt lấy những cái cơ hội David trốn đi như vậy là giữ giữ con mình ở lại để làm gì? Để gả cho người khác cắt đứt cái mối quan hệ giữa David với gia đình của Sauler. À cho nên mình tóm lại cái đoạn 20 À, lâm này dạy chúng ta khá nhiều bài học những điều như là à, những lời nói khiêm khiêm nhu à, những lời nói kiêu ngạo thái độ kiêu ngạo và thái độ à, khôn ngoan à, và cái cách xử lý khôn ngoan như thế nào và cái sự công chính nó thuộc về sự báo thù thuộc về chúa chứ không phải thuộc về mình là những gì mình học ngày hôm nay Mình đọc lại ở trong Samuel thứ nhất đoạn 25 Rồi mình cầu nguyện Mình nghĩ Câu 1 Samuel qua đời và toàn dân Israel hợp lại than khóc ông Họ an tán ông tại quê nhà ở Rama Sau đó David di chuyển xuống hoang mạc pha -ran. Có một người ở Ma-ôn Còn sản nghiệp thì ở cạc Mệt người ấy rất giàu có ông nuôi ba nghìn con chiên một nghìn con dê ông đang hớt lông chiên tại ở Cạc Mên ông ấy tên là na banh thuộc dòng dõi caleb vợ của ông là Abigail người vợ thì khôn ngoan xinh đẹp còn chồng thì cứng cỏi và hung ác trong hoang mạc david nghe tin na đang hớt lông chiên nên sai mười thanh niên đi và dặn họ rằng hãy đi lên cạc men đến gặp nam banh nhân danh ta chào thăm ông ấy và nói rằng nguyện ông được bình an nguyện gia đình ông và tất cả những gì thuộc về ông đều được bình an bây giờ tôi được biết có thợ đang hớt lông chiên cho ông ngày trước khi những người chăn chiên của ông ở gần chúng tôi chúng tôi không hề quấy nhiễu họ trọn thời gian họ ở cạc họ không mất mát gì cả xin cứ hỏi các đầy tớ ông họ sẽ nói cho ông biết vì chúng tôi đến trong ngày lễ hội mong các thành viên của mong các thanh niên của tôi được ơn trước mặt ông xin các đầy tớ ông và no, xin cho các đầy tớ ông và con ông là david bất cứ món gì ông có sẵn trong tay các thanh niên của david đến gặp na và nhân danh david lặp lại tất cả những lời ấy rồi yên lặng chờ đợi nhưng na banh trả lời với các đầy tớ của david david là ai con của Jesse là ai ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế lẽ nào ta sẽ lấy bánh nước và thịt dành cho các thợ hớt long chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến sao các thanh niên của David trở về. Đến nơi họ thuộc lại tất cả những lời ấy cho David nghe. David nói với các thuộc hạ, mỗi người hãy đeo gươm mình vào. Họ đều đeo gươm. David cũng đeo gươm của ông. Khoảng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ đạc. Một trong các đầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Naban. David đã sai những sứ giả từ hoang mạc đến chào chủ chúng tôi, nhưng ông ấy mắng nhiếc họ. Thật suốt thời gian chúng tôi ở gần những người ấy trong cánh đồng, họ tử tế với chúng tôi, chúng tôi không bị quấy nhiễu và không mất mát vật gì cả. Trong lúc chúng tôi ở gần với các người đó chân giữ bài chiên thì ngày và đêm họ như một bức tường bao bọc chúng tôi. Vậy bây giờ xin bà xem phải làm gì vì người ta đã định dán tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Ông chủ hung dữ quá nên không chịu nghe ai cả. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, hai bầu rượu nho, năm con chiên đực đã làm thịt, khoảng 17 kg hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chắc lên các lưng lưng các con lừa rồi bà nói với các đầy tớ hãy đi trước ta sẽ theo sau các người nhưng bà không nói gì cả với na ban chồng mình khi bà cởi lừa đi xuống theo con đường khuất sau ngọn núi thì kia david và các thuộc hạ cũng đang xuống về phía bà bà gặp họ david đã nói thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc đến đổi không mất mát gì cả thế mà hắn lại lấy oán trả ơn nguyện đức chúa trời phạt kẻ thù của david thật nặng nề từ đây đến sáng mai ta sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về na banh sống sót vừa thấy david abigail liền vội vàng xuống lửa sắp mình xuống đất mà lạy trước mặt david bà phủ phục dưới chân người mà nói lạy chúa lỗi tại tôi tại tôi xin cho phép tớ gái của chúa được trình bày xin nghe tớ gái của chúa nói xin chúa cho xin chúa tôi đừng để ý đến con người hung ác kia là na banh vì tên của hắn hợp với tính của hắn tên hắn là na banh và hắn có sự điên dại còn tôi là tớ gái Chúa, không gặp những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Chúa tôi ơi, Đức Giê-hô-va đã ngân Chúa khỏi tội làm đổ máu và lấy chính tay mình bảo thù. Thật, như Đức Giê-hô-va hằng sống và như Chúa vẫn còn sống đây, nguyện các kẻ thù và kẻ tìm hại Chúa tôi đều sẽ như na bạn và đây là món quà mà tớ gái Chúa đem đến cho Chúa tôi để phân phát cho những người theo Chúa tôi. Xin tha, xin thứ lỗi cho tớ gái Chúa, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho Chúa tôi một nhà vững bền vì Chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va và trọn đời của Chúa tôi sẽ không tìm thấy một điều ác nào nếu có ai nổi lên để săn đuổi và tìm hại mạng sống chúa thì jehovah đức chúa trời của chúa sẽ bảo bọc mạng sống của chúa còn mạng sống của kẻ thù chúa thì đức jehovah sẽ ném ra xa như ném đá ra khỏi ná khi Đức Sê-hô-va đã làm cho Chúa tôi tất cả mọi điều tốt lành và Ngài đã hứa và Ngài đã lập Chúa làm lãnh tụ Israel thì ước gì Chúa tôi không hối tiếc và không bị lương tâm cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu và tự báo thù cho mình. Lại khi Đức Sê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi nguyện nhớ đến tớ gái của Chúa. À chắc có lẽ vì cái lời nói này mà ông đã um, đi cầu hôn bà sau khi banh qua đời. David nói với Abigail, đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va, Giê Đức Chúa trời của Israel vì hôm nay ngài đã sai bà đến đón tôi. Đáng ngợi khen sự sáng suốt của bà và đáng chúc phước cho bà vì hôm nay đã cản tôi khỏi tội làm đổ máu và ngăn tôi dùng chính tay mình mà báo thù nhưng thật như Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là hàng sống đấng đã ngân cản tôi làm điều ác nếu bà không vội vàng đến đón tôi thì tôi hẳn sẽ chẳng để bất cứ người nam nào thuộc về Na Banh sống sót đến ngày mai rồi David nhận từ bà những gì bà đem đến cho ông và nói hãy trở về nhà bình an hãy xem tôi đã nghe bà và chấp nhận điều bà thỉnh cầu Abigail trở về cùng Nabhan Kìa, ông ấy đang mở tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Nabhan vui vẻ trong lòng và say khước nên Abigail không nói cho ông biết những điều gì, giàu lớn hay nhỏ, cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, khi Nabhan đã tỉnh rượu, vợ ông thuật lại mọi điều thì ông chết điếng, đờ người ra như đá. Khoảng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và ông chết. Khi David nghe tin Na-ban đã chết, ông nói đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài đã binh vực tôi về việc Na-ban đã sỉ nhục tôi và đã giữ đầy tớ Ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự gian ác của Na-ban đổ lại trên đầu hắn. Sau đó, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ, các đầy tớ của david đến với abigail tại các men và nói david sai chúng tôi đến với bà để xin cưới bà làm vợ ông ấy bà đứng dậy sắp mặt xuống đất và nói đầy tớ gái của chúa sẽ làm nữ tỳ để rửa chân cho các đầy tớ của chúa tôi rồi abigail vội vã đứng dậy cởi lừa và cùng với năm tớ gái đi theo các sứ giả của david để về làm vợ ông David cũng đã cưới Ahinoam, người Gidreel, cả hai đều làm vợ ông. Saul đã gả Mikan con gái mình và là vợ của David cho Phin Phanti con của La người Galim. Thưa Chúa, chúng con vừa đọc xong đoạn số 25 của Samuel thứ nhất. Nhiều bài học chúng con cần được áp dụng như là sự kiêu ngạo luôn dẫn đến hậu quả và dân tệ hại và dẫn đến những xung đột nhưng lời khôn ngoan và khiêm nhường luôn giải quyết những sự xung đột đó mang lại sự hòa bình chúng con cảm ơn chúa rất là nhiều nhưng trên hết xin chúa cho chúng con đầu phục chúa tin cậy chúa đủ để chúng con dâng mọi sự báo oán cho ngài bởi vì cuộc sống của chúng con đôi khi chúng con cũng sẽ cũng là những con người mang lại một cái sự hiềm khích nào đó khi vu oan cho ai đó và đôi khi chúng con cũng là những người phải đón nhận cái sự u vu oan và sỉ nhục của người khác dầu là ở phương diện nào xin chúa cho chúng con đầu phục chúa để tin tưởng đủ để giao phó việc phán xét này cho ngài Thì Chúa cứu chúng con để chúng con không rơi vào cái hình ảnh của Nam của Na Ban. Xin Chúa cho chúng con học cái bài học của David và bài học của Abigail ở tại đây. Cảm ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý tôi con Chúa à, uh, nguyện Chúa ban phước đặc biệt lại cho quý vị. Kính hẹn lại quý vị vào uh, đoạn số 26 của Samuel thứ nhất vào ngày mai trân trọng kính chào tất cả quý vị